Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, thanh gươm diệt quỷ. Bữa giờ mình đi tìm cái người bán kiếm và cuối cùng thì mình cũng gặp lại cái người này rồi. Nhưng mà mình định giới thiệu là có tên Duma khác vừa ghé qua nhà mình. Mà trời thì gần sáng rồi, thế nên là tốt nhất mình không nên đụng vô thanh niên đó. Đó, để mặt trời theo đuổi hắn. Rồi khi mà hắn yếu thì mình sẽ... Ôi... Mình chưa kịp tham minh để mình lại mình KS nữa. Thôi kệ cái tên Duma đó đi. Bây giờ thì mình sẽ tập trung vào cái người thợ rèn kiếm nè. Chà chà, bữa nay biết mình đang cần tiền hay sao cái tới nhà mình luôn á chứ. Mà khách tới nhà thì ông chà thì cũng chà đường. Ok, mình sẽ dẫn cái người rèn kiếm này vô nhà. À đây, mình còn cái bát mì udon đang ăn dở nè. Được luôn, xíu mình để ăn mì udon nha. Còn bây giờ thì mình cần phải đi mua kiếm cái đã. Mình có 11 cái Scarlet Orc hiếm. Bây giờ mình sẽ mua hết luôn. Để coi bữa nay mình sẽ mua được bao nhiêu thanh kiếm mới. Một cây kiếm của Canal nữa. Ồ, mới vô bị trộm rồi. Vũ khí của Nham Trụ nữa. Ồ, đây rồi. Yeah, cuối cùng thì mình cũng mua được thanh kiếm của Viêm Trụ Rengoku rồi. Trời, đây là một trong những thanh kiếm mà mình thấy khá là đẹp luôn nè. Lưỡi kiếm màu đỏ nha, giống như lửa vậy. Quá đã luôn. Rồi, còn một lần mua nữa. Ê, lần này thì mình mua được kiếm của Gojo. Wow, được quá ta. Trong một buổi shopping mà mình mua được hai cái thanh kiếm của hai vị trụ cột luôn. Quá tuyệt vời. Ồ, cái này bị trùng hả? Bị trùng thì chắc mình sẽ cất tạm vô đây đi. Nó trùng quá trời trùng rồi. Còn một cái thì mình sẽ để dành vô đây, mai mốt có thì mình sẽ mua tiếp. Rồi, và về kiếm... Ôi, chưa, từ từ. Trước khi đi test cái sức mạnh của Rengoku. À, được quá ta. Cái người bán kiếm này ý thức nè, leo lên thuyền luôn. Được. Nói là làm, mình sẽ đãi cho cái bát mì udon. Đây, bát mì mình đang ăn dở nè. Ngon lắm á. Rồi, giờ thì mình sẽ ra ngoài và test sức mạnh của Viêm Trụ thôi. Hơi thở của lửa nha. Coi kìa, thức đầu tiên thôi mà mình thấy rất là đẹp rồi. Wow, chém cực nhanh về phía trước luôn. Rồi tới thức thứ hai. Thức thứ hai là chém một cái đường thẳng. Cái nhát chém này thì chắc chắn sẽ rất là mạnh đấy. Ồ, tuy nhiên thì không có nướng được thịt heo nha. À, vậy là chắc mình phải ghép thêm cái dòng gây cháy rồi, để quánh cho nó ra lửa rồi. Thức thứ ba cũng là nhát chém đường thẳng thôi. Tuy nhiên thì mình sẽ nhảy vồ lên một cái. Ô, nó còn phát nổ nữa. Tiếp theo. Thức thứ tư. Wow, thức thứ tư là mình sẽ chém theo hình vòng tròn. Và các bạn thấy rồi đó, vì đây là hơi thở của lửa thế nên cái kỹ năng nào nó cũng liên quan tới lửa hết. Thức thứ năm tạo ra nguyên một cái đầu hổ chà bá lửa luôn. Rất là ngầu. Xịn chưa? Không có thức thứ bảy đâu, chỉ có thức thứ chín thôi. Vậy là có thức thứ nhất nè, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ chín. Wow, coi thức thứ chín đã thiệt á. Có vẻ thức thứ chín là thức mạnh nhất á, nhưng mà cũng là thức vận sức lâu nhất. Ra là vậy. Rồi, mình sẽ thử thêm một cái nữa. Lướt một đường rất là dài á nha. Và không biết cái hiệu ứng lúc kích hoạt có gây được sát thương hay không nữa. Cái này chắc mình phải đợi trời tối tối một xíu mình đi test sức mạnh của thanh kiếm này mới được. Ai dù, nhưng mà cái này khó trúng lắm nha, mình phải nhắm thật là chuẩn thì mới phát huy được sức mạnh đấy. Căng, đúng là kiếm của Viêm Trụ có khác, rất là khó để thuần phục luôn. Đâu, mình sẽ thử lại nè. Tuy vậy thì sát thương không đủ để kết liễu một cái thanh niên quỷ thường nha. Ai vô, ra là vậy. Trời, quỷ này láo tét vậy. Rồi mình sẽ thử dùng sức mạnh của Viêm Trụ mình tiêu diệt quỷ tai coi. Có vẻ là cũng mình biết nãy giờ mình sao mình bị hất lên rồi, là cho cái thanh niên Yahaba kia, cái bàn tay hỏng của hắn làm mình bị hất lên. Cái bàn tay hư hỏng. Một chặt một là đi liền.
Rồi, và khi mình kích hoạt ấn diệt quỷ lên thì sao? Không biết là có ấn diệt quỷ của... Ờ, như vậy thì mình kích hoạt kỹ năng của mình lên thì không có ấn diệt quỷ trên mặt nha. Ra là vậy. Hiểu vấn đề luôn. Tuy nhiên thì sát thương của thanh kiếm này thì cũng rất là tốt đấy. Này này nè. Ồ, đằng kia có mụ thường nguyên huyền lục đắc kỳ cơ. Được luôn, mình sẽ dùng sức mạnh của viêm trụ để mình tiêu diệt cái mũ đa kỳ này. Này thì mũ đa kỳ hả? Ở đây. Nhát nào nhát đấy là có thể nói là cực kỳ kỳ thốn đó nha. Quá mạnh luôn. Sức mạnh của một trụ cột là đây chứ đâu nữa. Coi cơ. Mình dùng cái thức thứ hai này có vài lần hả? Mà đã hạ được mũ đa kỳ rồi. Giờ tới người anh của mụ ta nè. Bước vô đây. Mặc dù hơi trúng độc một xíu nhưng mà chắc sẽ ổn thôi. Giờ là mình giáp lá cà hơi bị mạnh luôn á. Đổi sang thức thứ ba nè. Uầy, có vẻ thức thứ ba mà đánh tầm gần cũng mạnh lắm. Mình sắp làm được rồi. Khổ luyện hôm rày thì cuối cùng thì khả năng giáp lá cà của mình nó cũng đã mạnh lên được một tí rồi đó. Phải luyện giáp lá cà như vậy nè. Thì nhỏ mà mình gặp Kokushibo thì mình còn có thể đánh cận chiến được. Rồi, và kết liễu thôi. Trận chiến này đã kéo dài quá lâu rồi. Bắn độc cái gì? Này thì bắn độc. Kết thúc nào. Yeah. Trận chiến áp đảo nghiêng về mình luôn. Công nhận với sức mạnh của thanh kiếm từ viêm trụ thì bây giờ mình đã tự tin về cái khả năng cận chiến của mình rồi. Thế nhưng mà để cho thanh kiếm này đạt được sức mạnh tốt nhất thì chắc mình phải cường hóa thêm đó. Chứ như vậy thì chưa thực sự mạnh nhất đâu. Để mình về nhà mình ghép thêm dòng sắc bén chẳng hạn. Mình nhớ lần trước đi khám phá mình có nhặt được một quyển sách sắc bén ấy. Nếu nhớ không lầm là mình để đâu đó trong mấy cái ba lô này nè. Đây đây đây, nó đây, sắc bén cấp độ 3 luôn. Mặc dù cấp 3, cấp độ 3 thôi nhưng mà chắc cũng sẽ tăng được một mớ sát thương á. Hết, lên chính sát thương liền. Quá là đã. Rồi, ngoài kiếm của viêm trụ ra thì mình còn có được thanh kiếm của trùng trụ Kocho nữa nè. Thế nên là mình cũng sẽ test luôn. Để nhỡ có gì mình còn áp dụng nữa. Wow, đúng là kiếm của trùng trụ có khác. Mình tấn công nó toàn ra bươm bướm các thứ rồi nè. Ôi, lại gặp cái thanh niên thượng huyền ngũ Ryoko này hoài. Cái tên khốn kiếp. Ở cái lại đi tóc biến dưới mấy cái chậu. Đúng khó chịu luôn á. Ừ, mà hôm qua mình nhỡ bị tha hóa một lần. Nhưng mà chưa thành công cho lắm. Kiểu như mình ra ngoài nắng vẫn bình thường không có gì hết. Hay là bây giờ mình tha hóa thêm một lần nữa ta. Để mình tăng sức mạnh lên một xíu rồi mình xử mấy thanh niên này. Với cả là ví dụ nhá, mình dùng máu của Musa đúng không? Cái hắn tưởng mình là đồng minh của hắn. Rồi nhỡ bữa nào cái hắn ghé nhà mình, hắn tưởng mình là đồng minh của hắn á. Cái mình sẽ dùng chính thanh kiếm của mình. Chẳng hạn như là thanh kiếm của viêm trụ đi. Mình sượt một phát, hắn sẽ bay đầu liền. Đánh bại được chú quỷ. Ồ, cái âm mưu này mình thấy ok nha. Vậy là một xíu mình phải thử vài cục máu của Musa mới được. Mình tha hóa này là có kiểu như có kế hoạch. Chứ không phải là tha hóa gì đâu. Với cả là mình cũng có cách để hóa giải cái sự tha hóa đó. Thế nên là các bạn cứ yên tâm. Rồi, còn bây giờ trước mắt là mình sẽ thử cái thanh niên thượng huyền ngũ này cái đó. Tuy nhiên thì hắn đang bị Yorichi người máy đánh túi bụi ngoài này nè. Mình sẽ hỗ trợ Yorichi người máy. Ôi thôi thôi đừng có vô nhà tôi nữa. Xin đây. Trời. Hôm qua mới bị đánh một lần sắp mặt. Ôi cái gì? Ở đây có cái bình gì nè. Ô, huyết quy thuật của cái tên thượng huyền ngũ kia còn tạo ra cái bình gì cơ. Ghê vậy. Đừng có vô nhà tôi nữa. Chết tiệt, mình sẽ đèo nham trụ quăng bệnh cho nham trụ quýnh tiếp mình. Dám vô nhà mình, nhà mình có nham trụ mà hả, dám vô hả? Rồi, tới công chuyện luôn. Để coi, ngươi dám tốc biến lại cái chậu đó nữa không? Mình sẽ nhờ nham trụ cam ở cái chậu đó. Mình sẽ qua đây để mình xử hả? Ừ, mình chặn một đầu, nham trụ chặn một đầu. Ê, ê, mà không được, nham trụ đang bị mắc kẹt ở trong cái thuyền. Oh no, no, no. Hà được hắn chưa? Đây, đây, hắn đây, hắn đây. Đây rồi, đây rồi. Hợp sức với nham trụ thôi. Hắn lại tốc biến ra ngoài rồi.
À, hắn biến thành cái dạng thứ hai. Cái dạng khô máu, được. Mình khô máu với hắn luôn. Ui, hắn nhảy siêu tốc. Hắn nhảy kìa. Nhảy đình đạch hả? Này thì dễ dỗ nè. Dễ dỗ cái gì? Đó, dễ đi, cho nó dễ một xíu đi. Mà mình xử hắn sao cũng được, không có gì hết. Đó đó, lại nhảy tiếp. Cái tên này rất hay nhảy nhá. Nhảy cá chết tùm lum hết trơn à. Hủy hoại môi trường. Cái tên này đúng là con quỷ độc ác mà. Đó, nhảy cá chết cá đóng nữa cơ. Hắn coi mạng cá như là cỏ rác mà. Người đáng chết. Mặc dù hắn là con cá luôn á, tính ra hắn giống con cá luôn á. Người đáng chết lắm. Chặt cái đuôi hắn. Chặt đuôi hắn luôn. Rồi hắn còn có một tẹo máu thôi. Ui mình cũng vậy nha. Mình cũng không khá hơn hắn là bao đâu. Nhưng mà mình tin mình có thể hại được hắn. Mình hết tin rồi. Ui da, da. Hồi phục lại cái đó. Rồi ngươi dừng nhảy chưa? Ủa? Ô khoan. Ủa? Hắn chết hả? Ô. Hồi nãy mình chém một phát hắn đi luôn rồi. Trời ơi. Sao bữa nay cái tên Thượng Huyền Ngũ mạnh đột xuất vậy? Hắn đánh mình với cả Nham Trụ muốn sắp mặt luôn á. Ây da, không biết Nham Trụ đi đâu rồi. À đây, Nham Trụ vẫn còn đây. Đang hồi phục lại. Hồi nãy kèo đó hơi đuối. Cho Nham Trụ đó hồi phục đi. Chưa kịp test kiếm của Trụng Trụ nữa. À đây, sẵn tiện có vô chi người máy đây nè. Mình sẽ test. À, kỹ năng đầu tiên là mình sẽ nhảy lên và tấn công. Và đòn đánh này sẽ gây thêm được độc nha. Khá là hay luôn. Kỹ năng thứ hai là lướt về phía trước và vẫn gây độc. Nói chung thì những cái thức của Trùng Trụ á, kỹ năng nào nó cũng gây độc hay sao á. Ồ, thức thứ ba là chém đâu tầm 3 cái liên tục luôn. Rất là nhanh. Đó. Đánh mà Yorichi người máy không có kịp phản kháng gì hết. Tiếp tục. Thêm một thức nữa. Wow, thức này có vẻ là lướt với tốc độ siêu nhanh luôn nè. Phù hợp để mình áp sát đây. Ôi, chúng độc. Yorichi máy móc chúng độc xỉu luôn rồi. Trời ơi, độc của thanh kiếm của Trùng Trụ mạnh lắm. Và sơ qua thì kỹ năng của Trùng Trụ chỉ có vài thức đó thôi. Và cái đòn đánh thường của Trùng Trụ thì cũng có hiệu ứng khá là đẹp nữa nè. Wow. Và đây cũng là thanh kiếm mà mình thấy có cái lưỡi kiếm đặc biệt nhất luôn. Giống như là cái lưỡi kiếm bị mẻ vậy. Chắc là đây là điểm nhấn của Trùng Trụ á. À mà khoan, trước khi đi làm nhiệm vụ trong ngày hôm nay thì để mình về nhà mình thay đổi đồng phục cái đã. Hôm qua thì mình có đánh bại được cái tên Kaigaku. Và đồng phục của hắn thì cũng có lượng giáp tương đối ổn. Thế nên là hôm nay mình muốn mặc cái đồng phục của hắn để đi quẩy luôn. Mặc dù mình biết hắn là người xấu nhưng mà không sao, mình không bị thao hóa giống hắn là được chứ gì. Rồi, vẫn như thường lệ là mình sẽ cường hóa để cho cái bộ giáp này. Ê, bộ giáp của tên Kaigaku này không cường hóa được. Come on man. Ok, chơi lớn luôn. Mình sẽ mặc bộ giáp của hắn để mình đi quẩy một bữa. Tuy nhiên thì hồi nãy mình có bàn tới cái kế hoạch. Đó chính là thử máu của Muzan. Nhưng mà kế hoạch đó mình sẽ thực hiện sau khi mà mình có được cái kiểu như sức mạnh từ cụ nhất bằng cách là đánh bại cụ nhất. Thế nhưng mà mình muốn đánh bại bằng chính sức mạnh của mình. Sức mạnh của một thợ săn quỷ, không có sự hỗ trợ của kiểu như là sức mạnh từ huyết quy thuật đâu. Thế nên là mình vẫn ở dạng người đi đó. Rồi khi nào mình đánh bại xong Kokushibo thì mình sẽ bắt đầu thử máu của Muzan, rồi sau đó tìm cái nơi ẩn náu của hắn để mình còn tiêu diệt hắn nữa. Kế hoạch là như vậy. À mà vì là bây giờ mình đã dẫn được cái người rèn kiếm về nhà rồi á, thế nên là mình sẽ chăm chỉ đi cày những cái Scarlet Orc hiếm thôi, để mình còn mua thêm vài thanh kiếm khác nữa. Chẳng hạn như là kiếm của Zenitsu nè. Kiếm của Zenitsu thì mình vẫn chưa sở hữu nha. Trong khi đó là một trong những thanh kiếm mang hơi thở mà mình rất là thích luôn. Thôi được rồi, chịu khó đi. Chỉ cần mình có nhiều Scarlet Orc hiếm là mình sẽ mua được những thanh kiếm đó thôi, nếu như mình đủ may mắn. Ok. Wow. Ở đằng kia có một cái chỗ gì nhìn lạ lắm kìa. Phía dưới này còn chỗ của cướp dân làng hay là dân làng vậy ta? À hình như là một ngôi làng thôi. Và có được
và có Yorichi, người máy bảo vệ luôn. Làng được quá ta, còn có cái rương dành cho khách tới hay sao nè. Cái rương này hình như dành cho khách nè. Một cái bản đồ Illiter. Bản đồ gì lạ vậy? Cũng gần đây thôi, mình cần phải đi về hướng Bắc. Ở đây có cái chuông nè, mình sẽ giữ giùm dân làng luôn. Thôi được rồi, sẵn tiện mình đang trên đường đi tìm Kokushibo thì một xíu mình sẽ khám phá cái bản đồ này luôn ha. Còn bây giờ thì để mình qua cái chỗ này coi. Đây là một cái tòa tháp gì đó mà nó có đá đỏ ở phía trước nè. Kiểu như đèn, có rương. Không biết mấy cái đèn đá đỏ ở dưới có công dụng gì ha. Nhưng mà mở cái rương trước đi. Rương redstone luôn. Ui, mình đập cái bây giờ đèn nó chớp chớp rồi nè. Đi cái chỗ này là chỗ gì vậy? Mình cũng chưa hiểu lắm cái công dụng của cái công trình này. Thôi kệ cái tòa tháp này đi, mình sẽ tiếp tục lên đường của mình. Chắc vượt qua cái cánh rừng này là mình sẽ tới cái chỗ Illiter mà cái bản đồ này chỉ dẫn á. À đây, tới luôn hay sao nè. À, mình thấy rồi. Chỗ của bọn cướp dân làng. Tới số các người rồi, các người dám bắt nạt dân làng ở dưới đúng không? Ngôi làng bên kia đúng không? Mình sẽ thanh trừng bọn chúng bằng sức mạnh hơi thở của lửa. Trả giá đi. Này thì ha, dám cướp làng nè. Nhưng mà chỗ này thì có vẻ không quá rộng lớn nha. Có vài tên cướp dân làng thôi, mình đã sửa gọn trong vài nốt nhạc. Bọn chúng còn một cái doanh trại to hơn ở bên này. Ui, nguyên một băng to đùng lần kia luôn. Chết tiệt, các người phải trả giá thôi. Trả giá đi. Này thì cướp dân làng nè. Quá trời đất đông rồi. Mình không nghĩ là đông như vậy đâu. Thôi được, càng đông thì mình càng khoái thôi. Hơi thở của lửa thì khỏi phải bàn rồi. Tấn công diện rộng rất là khỏe luôn. Quên nữa, kiểm tra trong đây coi nó có cất đồ gì không. Biết đâu lại có cất những cái quyển sách cường hóa sắc bén tốt hơn thì sao. Nhưng mà nãy giờ chưa thấy quyển sách sắc bén đâu hết. Nếu để ý kỹ thì hồi nãy mình thấy ở đây nó có cái rương nè. Ngay cái chỗ lửa trại luôn. Đây. Không biết đây là cái rương gì nữa. Cũng là một cái rương của bọn cướp dân làng luôn hay sao á. Như vậy thì mình đã giúp dân làng kiểu như là trả được cái mối thù từ những cái tên cướp dân làng rồi. Giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục cái hành trình của mình. Ôi, mà trời cũng gần tối rồi đó. Đúng như ý mình muốn rồi. Trời tối đi, để mình nhanh chóng gặp được Kokushibo và mình sẽ đọ sức. Và Kokushibo cũng là thượng huyền cuối cùng mà mình cần phải tiêu diệt rồi. Quá đã luôn. Cái hành trình chinh phục những cái thượng huyền của mình có vẻ sắp kiểu như tới đích rồi. Cố lên. Mới tiêu diệt được một cái doanh trại cướp dân làng. Bây giờ lại gặp thêm một cái thuyền của bọn chúng nè. Các người tới số. Ném sức mạnh của hơi thở của lửa đi. Wow, một đòn tấn công cọp lửa của mình thôi là đã đánh bại được cả đống tên cướp dân làng rồi. Coi kìa. Wow, quá ghê gớm luôn. Tầng dưới còn à. Này thì núp nè. Sửa gọn coi. Ý, kế bên chỗ của thuyền cướp dân làng là cái chỗ gì nè. Cái thuyền của bọn chúng bị đắm rồi. Ra khơi kiểu gì không biết. Cái thuyền bị lủng te tét rồi kìa. Còn có một thanh niên đứng ở đó tội nghiệp vậy. Trời đất ơi. Thuyền chìm rồi. Tội nghiệp dữ người ta. Có vẻ là đồ đạc bị biển đánh trôi hết à. Trên đây chỉ còn có vài cái đồ lặt vặt ha. Còn vàng đồ nè. Tính ra cũng còn khá giả lắm. Cũng được. Và trước mặt mình đang là cánh rừng quỷ hay xuất hiện nè. Lần này thì mình gặp được anh Tengu. Không phải nhân vật mà mình đang cần tìm. Mình cần tìm là Kokushibo cơ. Đằng kia có âm trụ. Ui, cái gì mới chớp mắt xuất hiện thêm tên Akaza rồi. Tốt nhất là không nên tham chiến ngay lúc này.
Này dám ức hiếp á, ức hiếp đồng môn của mình hả? Này thì ức hiếp đồng môn của mình. Đón nhận sức mạnh của hơi thở của lửa đi. Dám ức hiếp đồng môn của mình hả? Thiệt tình luôn á. Mình tới không kịp rồi. Ây, hắn đã tiêu diệt được hai thợ săn quỷ rồi. Nữa hả? Lại gặp thêm tên Ryoko này. Kiểu càng về sau á, sức mạnh mình tăng lên đồng nghĩa với việc những cái tên quỷ trong thập nhị quỷ cũng càng truy nã mình gắt gao hơn. Thế nên là cái kế hoạch mà kiểu trà trộn vào bọn chúng của mình hồi nãy đề ra là hợp lý á. Kiểu như mình giả bộ mình làm đồng minh của bọn chúng để mình tìm tung tích của chú quỷ Musan thì sẽ ok hơn á. Tại vì từ đầu tới giờ mặc dù mình gặp được rất là nhiều tên quỷ mạnh đúng không? Thế nhưng mà riêng Musan thì mình chưa bao giờ gặp luôn. Khó tìm hắn thiệt sự ấy chứ. Đằng xa xa kia đang là tòa tháp gì vậy? Ồ, có lẽ nào đó là tòa tháp của Musan. Cái này lần đầu mình gặp luôn á. Phải không vậy? Có vẻ là không phải rồi. Mình thấy nó có xương đen rồi Ripper cái thứ đâu nè. Ồ, tòa tháp này lạ lắm. Chắc mình sẽ vô đây để khám phá thử mới được. Sẵn tiện mình sẽ quẩy bằng cây kiếm của trùng trụ luôn. Nãy giờ mình rất ít khi dùng kiếm của trùng trụ nè. Ồ, nhưng mà cẩn thận nha, kiếm trùng trụ toàn là chiêu lướt lướt không á. Mình là lạng quạng là mình sẽ lướt xuống dưới luôn ấy. Nó có cái cầu thang để cho mình leo lên những cái tầng khác nhau của tòa tháp luôn nè. Ôi, có Mutant Skeleton. Wow. Ở đây còn có những con xương đen đột biến nữa. Chà, lần đầu mình gặp luôn nhá. Nó còn rơi ra cả cái đầu hay gì cả. Mình nhặt được cái đầu của con xương đen Mutan. Chưa, để mình đập mấy cái lồng spawn ở tầng này trước rồi đã. Có nhiều lồng spawn lắm. Cô cơ. Trời ơi, đổi cái đầu của nó, bây giờ mình có hai cái sừng luôn rồi. No. Hai cái sừng đen thui luôn. Mà không biết nó có chế tạo được cái gì không ta. Hình như mình có thể làm được một cái bộ giáp từ xương của bọn chúng. Ra là vậy. Nhưng mà mình thấy nãy giờ nó không có rương ấy nhờ. Lạ vậy. Không hề có cái rương nào ở đây luôn. Hay là trên nóc nó mới có ta. Nhiều khả năng là trên nóc nó mới có cái rương ấy. Đây, để mình đứng ở đây mình bay lên nóc thử coi. Ở đây có chớn nè. Mình thấy cái rương rồi đó. Hình như quen lắm. Nhìn giống cái rương cực kỳ. Lại cái nữa nè. Bay lên. Bay không đây. Hy vọng là mình không có nhìn nhầm. Ủa? Không phải cái... À đây nè, có cái rương nè. Chính xác là có một cái rương. Trời đất ơi, cái tòa tháp chà bá lửa luôn cho cái rương gì kỳ cục vậy. Không hiểu. Coi trên đỉnh. Trên đỉnh nó có... Không có rương luôn. Thiệt cái tình. Đột nhiên thì ở đây lại xuất hiện chỗ kiểu như là tưởng nhớ những cái ở sông quỷ đã hy sinh nè. Lạ vậy. Thôi, mình đã tốn khá là nhiều thời gian ở cái tòa tháp không có đồ đó rồi. Giờ chắc mình phải đi tiếp thôi. Hành trình đi tìm Kokushibo để thách đấu của mình đã kéo dài hơn 3 ngày rồi. Nhưng mà kết quả là vẫn chưa tìm được Kokushibo là sao ta? 3 đêm vừa rồi mình cũng tích cực đi tới những cái nơi mà quỷ thường xuất hiện. Thế nhưng mà không hề gặp luôn. Toàn gặp mấy tên quỷ mà mình không cần tìm không à. Tên quỷ này, đừng có láo tét. Mình sẽ dùng kiếm của trùng trụ mình đánh cho mấy tên này sắp mặt luôn. Kiếm của trùng trụ đánh thường thôi là cũng đủ hạ bọn chúng thôi. Ở dưới đang là cái chỗ gì mà tự nhiên nó trưng bày vàng là sao ta? Giống như nó mời chào mình lại vậy á. Mình là không có ngại đâu. Trời ơi, còn có kim cương nữa nè. Ây chà chà, giàu có thế nhờ.
con quỷ này, con quỷ lửa dài. Chết tiệt. Này thì quỷ lửa dài. Banh xác chưa cưng. Cái gì đó? À, tên quỷ trống này, ngươi có trống, tưởng tao không có hả? Solo nè, coi trống này xịn đó. Solo cùng bolero luôn. Ui dồi ôi, mình chưa có ném máu mua danh thêm á nha. Mình mà ném máu thêm nữa là mình còn quánh trống dữ hơn nữa. Ồ, và trong này mình thấy giống như là cái chỗ trưng bày khoáng sản vậy. Nè, trong đây nó có sắt các thứ nè. Ồ, nó còn có thêm. À, nó có thêm đá thôi, không có gì đâu. Ok. Ê, một thợ săn quỷ đang gặp nạn. Mình sẽ trợ giúp anh ta. Ây da, có vẻ là bọn ác quỷ ngày càng lộng hành nha. Gần đây có một vị vua. Mình thấy ở phía trên nó có thanh máu của vị vua kìa. Vị vua đó ở đâu ta? Chẳng lẽ vị vua đó sống trong cánh rừng của quỷ hay ở? Vậy thì vô lý quá. Ôi thiệt, vị vua đó sống cạnh cánh rừng thôi. À, vị vua khổng lồ. À được ta, cũng là một cách hay để mình luyện tập. Bữa nay mình sẽ đánh nhau với cái vị vua khổng lồ đó, để xem có sức mạnh mình tới đâu. Nếu như mà mình đánh ăn cái vị vua này mà kiểu như mình không gặp quá nhiều khó khăn, thì chắc mình đã đủ sức để đương đầu với thụ nguyên nhất Kokushibo rồi đó. Vô nào, tấn công. What the heck. Chỉ với một thức duy nhất thôi, mình đã đánh bại được cái tên vua khổng lồ kia rồi. Ê, vậy là bây giờ cái ngai vàng này là của mình. Wow, cởi cái nón ra check kim cái coi. Ôi, giờ mình có lính rồi nè. Mình vừa đổi cái này vô, cái vương miện vào là mình đã có hai tên lính rồi. Đi xuống, lính mà láo tét, lính mà dám đứng lên chỗ của vị vua hả? Đi xuống dưới, tên lính này láo nháo thế nhờ. Rồi, cầm cái kiếm mới vào. Ui trời ơi, quách thiệt chứ. Đi theo mình luôn kìa. À, mình chỉ cần cởi cái vương miện ra là mấy thanh niên lính này sẽ đánh mình. Ra là vậy, còn khi mình đeo vô là bọn chúng sẽ đi theo mình, phục tùng mình ha. Cái gì, dám đánh vua. À, mấy thanh niên này láo thế nhờ, dám đánh vua luôn. Thì ra các ngươi chọn cái chết. Dám đánh vị vua mới hả? Không cho thanh niên lính nào sống luôn. Mình không cần. Mình đủ sức để tự bảo vệ mình à. Không cần mấy thanh niên lính này đâu. Láo toét. Rồi, và đồ đạc của cái vị vua cũ thì mình sẽ bỏ túi luôn. Ai biểu hắn yếu quá chị. Để mình xử cho một nốt nhạc. Sơ qua thì mình đã gần như là lấy toàn bộ đồ của vị vua cũ rồi. Chắc mình sẽ rời khỏi cái chỗ này thôi. Ôi, lộn đường. Và lại thêm một đêm nữa mà mình vẫn chưa có gặp được thượng huyền nhất ta. Mọi hôm á, mình hay bị thượng huyền nhất kiểu như ám sát lắm. Ở đây có thanh niên rui nè. Mình sẽ cho thanh niên rui này nếm sức mạnh của skill mạnh nhất của mình. Hắn còn sống cơ. Hắn mất nửa máu thôi. Còn bây giờ thì sao? Ê, hụt. Này thì á, dám dùng huyết quy thuật hả? Này thì dám dùng huyết quy thuật tơ nhện à? Ây dùi, cũng căng phết. Ủa? Nhưng mà hình như cái vương miện này có khả năng tạo ra những tên lính vô hạn luôn á. Cứ lâu lâu là lại có thêm lính xuất hiện xung quanh để bảo vệ mình. Cũng hay. Kệ, có đàn em mình cũng đỡ hơn là không có. Rồi, và bây giờ mình sẽ cho những cái tên lính này đi theo mình, hỗ trợ trong việc tiêu diệt quỷ luôn. Hey, Scarlet đọt hiếm. Hợp lý nha. Cái ngọn núi này có vẻ là mới toanh nè. Đi cày Scarlet đọt xíu về mua kiếm mới thôi. A few moments later. Về tới nhà, công việc đầu tiên của mình đó chính là mình sẽ đi mua kiếm cái đã. Ở đâu ta? Đây, cái người bán kiếm vẫn còn ngồi trong nhà. Đừng có bị trùng nữa nha. Trùng của Rengoku thì ok, cũng được. Vậy là mình có thể nâng cấp thành Red Sword cấp độ 3 rồi.
Ừ, lộn. Chết tại mình lỡ quýnh lính mình ngất xỉu rồi. Ủa, ngoài kiếm của Viêm Trụ thì bây giờ mình còn mua được kiếm của Tanjiro luôn. Wow, đã nhá. Và kiếm của Tanjiro thì còn có thể sử dụng được hơi thở kiểu mặt trời nữa. Cũng hay. Kiểu đây là sự kết hợp giữa hơi thở của nước và hơi thở mặt trời luôn á. Hay lắm luôn. Wow, một thanh kiếm rất là tốt nha. Chắc mình sẽ treo lên á. Treo liền. Rồi, và mình còn mua được thêm một lần nữa. À, vẫn là kiếm của Kanao nè. Mình có được cả một cái bộ sưu tập kiếm dành riêng của Kanao rồi đó. Chắc tại mình có duyên với những cái kiếm màu hồng á. Rồi, và chắc bây giờ thì mình sẽ cường hóa luôn thanh kiếm của Rengoku lên Red Sword cấp độ 3 thôi. Quá đã luôn. Vậy là hôm nay mình lại có thêm một cái thanh kiếm cực mạnh để có thể đi chiến đấu với thượng quyền nhất của Kushibor rồi. Nhưng mà tiếc quá là bữa nay mà mặc dù mình ráng tìm lắm luôn nhưng mà vẫn không có bắt gặp được cô Kushibor tí nào. Tới hồi không muốn gặp á thì chặn đường quýnh người ta chạy lên chạy xuống. Tới hồi bữa nay đi tìm thì đi nấp. Anh Rengoku. Trùng hợp vậy. Bữa nay mình vừa lĩnh hội được hơi thở của lửa và lại gặp thêm Rengoku nữa. Thôi được rồi, chắc mình sẽ làm luôn cái thử thách, đó chính là chiến thắng trong cái trận chiến với Viêm Trụ Rengoku luôn. Được rồi, xúc thôi. Nhào vô nào. Cùng sử dụng hơi thở của lửa nha. Để coi. Sau khi mình lĩnh hội thì mình có thể đánh 1-1 với Viêm Trụ hay không. Chắc mình phải sử dụng cái thức mà nãy giờ mình rất hay dùng. Hai con sư tử lửa, hai con cọp lửa đánh với nhau. Được rồi, mình sử dụng thức mạnh nhất. Ây mà tiếc quá hụt rồi. Không được, phải thật thận trọng. Ui, Rengoku chảy máu rồi kìa. Oh no, mình không muốn đâu. Nhưng mà thôi, chiến đấu hết mình nha. Ui, Rengoku chảy máu ở phần mắt rồi kìa. Bây giờ dừng trận chiến thì Rengoku còn có 3 máu thôi. Kết quả các bạn cũng biết rồi. Bây giờ có vẻ sức mạnh mình đã tăng tiến khá nhiều khi mà lĩnh hội được hơi thở của lửa. Ok kìa. Rengoku thương tích đầy mình rồi. Thôi, không đánh nữa. Ây da, Rengoku háo chiến vậy. Cái này là Rengoku chủ động á nha. Ê. Thôi được rồi, mình sẽ đưa Rengoku ra đi một cách nhẹ nhàng nhất. Sau cái trận chiến với anh Rengoku thì các bạn cũng thấy sức mạnh của mình hiện tại nó đã tăng lên khá là đáng kể rồi. Wow, mình có thể đánh ngang hàng với một trụ cột, có thể nói là rất là mạnh luôn á. Tất cả là do cái hơi thở của lửa này thôi, nó hiệu quả ấy. Mặc dù ở đây có nhiều quỷ rồi, các tên thượng quyền quỷ luôn, thế nhưng mà vẫn không thấy hình bóng của thượng huyền nhất ta. Coi như bữa nay không có duyên gặp được cái tên thượng huyền nhất đó để thách đấu rồi. Mình sẽ sớm tìm hắn để có thể kiểu như là trả được mối thù những ngày trước thôi. Trời mưa hả? Thôi chắc đi về đi. Bữa nay chắc mình sẽ về nhà sớm á. Với sức mạnh mới hiện tại từ hơi thở của lửa thì mình thấy gần như là mình có thể đương đầu với một cái trụ cột có thể được đánh giá có thể nói là rất là mạnh trong sát quỷ đội luôn. Và hy vọng trong thời gian sắp tới mình sẽ dùng chính sức mạnh này để mình đánh bại cái tên thượng huyền nhất Kokushibor. Tên đó bữa nay dám trốn mình là mình thấy cay cú hắn lắm rồi. Hãy đợi đấy. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp của mình trong cái hành trình trở thành thợ săn quỷ mạnh nhất của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.